Everyone, it's my birthday. Công nhận là hôm nay vở kịch của em nó xàm xí. Nó vừa buồn cười mà vừa thấy là alo chị Liên, chị Liên đi ăn à? Chị chuyển ngay cho hai thùng nước mắm ngoại ngon nhất ra Hà Nội nhá. Trong vòng 30 giây.